Với khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam hiện nay, tường nhà của chúng ta hay gặp một cái tình trạng đó là bong tóc ẩm mốc, hay nhẹ hơn nó chính là ố vàng. Một số gia đình có điều kiện sử dụng các cái dòng vật liệu tấm gỗ tự nhiên thì lại bị một cái tình trạng đó là cong vênh và muối mọt. Vậy thì đâu là giải pháp chúng ta trong vấn đề này? Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một dòng tấm ốp nhựa thông khí. Tấm ốp nhựa này có thể dùng thông khí cho tường và trần làm các bức vách và nó giúp khắc phục toàn bộ các cái nhược điểm mà mình vừa nêu ở trên. Được quan trọng hơn nữa, nó là tuổi thọ và độ bền của nó được nhà máy đưa ra là trên 20 năm. Đây là dòng tấm ốp nhựa nano, nó sẽ có một số các cái màu sắc như thế này và nó có nhiều hơn nữa. Đây. Và trong cái video này mình sẽ cụ thể cho các bạn, đặc biệt là những cái anh chị mới vào nghề, những cái anh chị làm thợ mới vào nghề biết được cái lý do tại sao tấm ốp nhựa nano này lại được ưa chuộng trong cái thời gian gần đây như vậy. Nếu anh chị thấy video hữu ích, hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên mình nhé. Được gọi là tấm ốp nhựa nano bởi vì là bề mặt của nó có phủ một lớp màng phim nano như mặt trước đấy ạ, còn mặt sau phải nó như thế này. Lớp màng phim nano này giúp chúng ta rất dễ dàng lau chùi. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều các màu vân khác nhau, từ màu hoa giấy, màu vân gỗ, màu bê tông xi măng đến màu gỗ ốc chó, gỗ sồi, màu vân đá, phù hợp với cả thị hiếu của đa dạng các lứa tuổi. Thành phần cấu tạo của nó sẽ bao gồm nhựa PVC vân đá kết hợp với cả bột đá và một số thành phần phụ gia. Nó giúp cho chúng ta tăng được độ cứng. Bột đá sẽ làm cho chúng ta tăng được độ cứng. Ký nhựa PVC sẽ làm cho tấm được dẻo dai hơn và chống chọi được với các cái thời tiết của, đặc biệt là thời tiết của Việt Nam mình. Kích thước của tấm chiều rộng sẽ là 40cm, cố định chiều dài sẽ là 3m. Ngoài ra thì kho 23 có sẵn cả 3,5m và 4m nữa, phục vụ cho những cái công trình có cần cái chiều cao của nó, cần kích thước tấm dài. Độ dày của tấm có hàng 6 ly, hàng dày 6 mini và hàng dày 9 ly như thế này ạ. Với những nhà mà không có điều kiện thì mình có thể sử dụng cái tấm 6 ly hoặc là sử dụng sang tấm 9 ly. Tùy theo kinh tế hoặc là tùy theo cái khu vực mà mình đang muốn ốp trang trí. Tấm nhựa nano được thiết kế dạng nỗ rỗng giữa. Nỗ rỗng giữa như thế này thì giúp chúng ta hạn chế được tiếng ồn cũng như là chống nóng được tốt hơn. Ngoài ra ấy, thì trên thị trường có rất là nhiều các cái dòng tấm khác nhau và giá thành của nó cũng khác nhau. Giá thì thường nó phụ thuộc vào cái độ dày của thành bề mặt tấm. Đây, cái thành của tấm này nó càng dày thì chi phí cho nó sẽ càng cao. Trên tay mình đây mình đang cầm một cái loại tấm nhựa nano được đánh giá là phân khúc tầm trung và trung cao. Mình có một cái video quay cảnh cái ô tô đi lên cái dòng tấm nhựa này và nó không hề bị sao cả, tức là nó không bị gãy hay là bị nát. Và với một cái trọng lượng của một cái ô tô như vậy đi lên trên tấm và tấm vẫn không bị vẫn còn nguyên vẹn thì thông thường chúng ta ốp cái tấm này lên tường và chúng ta không mấy khi có một cái lực mạnh như vậy để tác động vào tường. Thế cho nên là cái tấm với dòng phân khúc như thế này thì mình đánh giá nó đã là phù hợp và đảm bảo tiết kiệm ở góc độ chi phí. Đưa ra cái thông số kỹ thuật của cái dòng tấm nhựa này thì độ bền và tuổi thọ của nó là trên 20 năm. Tuy nhiên thì theo như mình nhận thấy rằng với các anh chị đã từng với những cái ngôi nhà mà đã từng sử dụng dòng tấm ốp nhựa này rồi thì độ chịu lực của nó gần như là trên trần và trên tường thì gần như là không có, nó không giống như là các dòng sàn. Nên là tuổi thọ của nó thì mình đánh giá là trên 20 năm, trên 30 năm là chắc chắn là có. Và nếu như mà anh chị còn đang quan tâm đến các cái video về hướng dẫn thi công thì là mình sẽ để lại cái link hướng dẫn video hướng dẫn thi công mà anh kỹ thuật bên mình đã quay lại thì các anh chị có thể xem và tham khảo vào đó. Nếu như các anh chị thấy video hữu ích thì hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh bên mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.